Thưa quý vị, sau trận lũ lụt nghiêm trọng kéo dài gần một tháng qua tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, chính quyền và người dân địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Tại xã Nam Phương Tiến, nơi rốn lũ, các em học sinh đã nhận được sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo nhà nước, ngành lao động, thương binh và xã hội để chuẩn bị bước vào năm học mới. Tường đổ, sân trường đọng nước, phòng học dột, tất cả đều tạm bợ sau trận mưa lũ. Nhưng những ánh mắt học sinh vẫn chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Hôm nay là buổi học đầu tiên các em học sinh trường trung học cơ sở Nam Phương Tiến trở lại trường sau trận lũ lụt. Với cô học trò nhỏ Lê Thị Huế, được trở lại trường vừa là niềm mong đợi, vừa là sự lo lắng. Nhà Huế có 6 anh chị em, cuộc sống của cả nhà trông vào vài sào ruộng, mấy con lợn và số tiền công phụ hồ của bố. Thế mà khi lũ về, gia đình em thành trắng tay. Lũ nhấn chìm nhà cửa, mọi đồ dùng và gia súc trong biển nước. Ruộng vườn cũng thành sông. Giờ tuy nước rút, nhưng cuộc sống của cả gia đình em vẫn vô cùng thiếu thốn. Việc kiếm sống của cha mẹ còn khó, huống chi phải lo cho 6 chị em đến trường. Em cảm thấy rất là buồn khi gia đình đã nghèo thôi, nhưng mà lại bị lũ lụt đến đây, mất mùa và mất gia súc. Lúc mà lũ về thì em nghĩ là em sắp phải nghỉ học vì bố mẹ không kiếm được việc gì để làm trong cái đợt lũ ý. Tại xã Nam Phương Tiến, nước lũ đã rút nhưng việc khắc phục hậu quả sau lũ còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm sẻ chia những khó khăn của trẻ em vùng lũ, ngày 17 tháng 8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã về thăm và trao tặng các suất học bổng và phần quà với tổng số tiền là 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số quà do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố Hà Nội và Anh hùng Lao động cũng là cậu học trò năm xưa Lê Văn Kiểm tài trợ. Khi có tiền học bổng này em có thể là đóng học hoặc mua sách vở các thứ. Vì vậy em giảm bớt được phần nó lao trong gia đình chúng em. Trong cái khó khăn này đã được quan tâm để chia sẻ động viên các em, đó là cái động lực để các em vươn lên. Và cũng đó giáo dục cho các em được, đó là gì? Các em cũng phải có cái tình yêu thương. Đối với mình khó khăn sẽ có những người khác còn khó khăn hơn. Những suất học bổng, sách vở đến với Huế và các em học sinh vùng rốn lũ Chương Mỹ thời điểm này quý giá hơn bao giờ hết. Bởi đó là niềm động viên lớn lao để các em yên tâm tiếp tục đến trường. Những nét chữ vẫn đều đặn. Những cô cậu học trò xã Nam Phương Tiến lại miệt mài trên lớp học. Các em đã tự tin bước tiếp chặng đường tương lai nhờ nghị lực và sự sẻ chia của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ cho em Lê Thị Huế và các em học sinh ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, quý vị có thể gửi về địa chỉ Ban biên tập chương trình Vì Trẻ Em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080 48197. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi lại trên địa chỉ fanpage Truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong chương trình thứ 5 tuần sau.